Trong vào trong kia nghỉ đi, đấy là bài trọng. Cầm hết đồ vào trong nhà luôn con, bài trọng. Cầm hết đồ đi theo. Rồi, tới chị được ơn nghỉ của Chúa. Và hai bên các bạn. Rồi, đứng. Rồi, con được ơn nhìn, chia sẻ cho mọi người. Cha ơi, con nhiều ơn, nhưng mà con chỉ trẻ mắn thôi. Con thì người có đạo, nhưng con lấy chồng ở trong Sài Gòn. Nhưng gia đình nhà chồng của con, bố mẹ chồng thì chết, chồng con thì hiền lành. Rồi các em ước yêu vợ chồng con, thì chồng con bỏ con sống với chồng con chỉ được khoảng 2 năm thôi. Thì hai đứa con, thì chồng con không lo được cho con đi lấy chồng. Thì con cũng không biết cái gì, nhưng mà con cứ đi thôi để nuôi con về Bắc. Thì bố mẹ con la, thì con cũng đi lấy chồng, con lấy anh sau này, con ở với anh 21 năm. Thì con thấy khi con đọc bây giờ con đã bỏ Chúa bao nhiêu năm? 21 năm ạ. Rồi, con là người đã bỏ Chúa 21 năm do cái hôn nhân phía trước không thành. Con bước một bước thứ hai. Muốn như vậy thì chúng ta phải gọi là tháo gỡ hôn phối, là gỡ cái hôn phối trước hoặc là bỏ cái hôn phối sau. Anh chị em nhớ, đó gọi là rối hôn phối như vậy nha. Và hôm nay thì cô đã nhận biết rằng mình đã đi vào cái con đường sai. Thì mỗi người khi mình rối thì phải tự mình gỡ cái rối đó ra nha. Tạ ơn Chúa vì đã cho cô nhận ra rằng 21 năm cô đã đi sai đường. Và hôm nay cô quay về với Chúa. Anh chị em mình cầu nguyện cho cô này cũng như cho nhiều người khác đang bị rối hôn phối, để Chúa tháo gỡ và phải có sự cộng tác của mình. Tại vì rối là do mình tột thì phải tự mình gỡ ra. Mình đến về gặp cha sở hoặc lên tòa giám mục để xin tháo gỡ hôn phối hoặc là xin gỡ rối hôn phối nha. Xin Chúa chúc lành cho con. Đây, cha gửi tặng cho con cái máy để con tiếp tục con đi loan truyền lòng Chúa thương xót cho người khác, có chưa? Rồi, xin Chúa tặng cho con cuốn tâm thư là mấy lời của cha. Rồi, con là phải đi chăm sóc đứa bé khi dùng cha. Hallelujah. Rồi, mời con.